Theo cô gái này cho biết, cô đã mua một chai dầu ăn với cùng dung tích với chai dầu ăn cũ tại nhà. Trong quá trình tháo nắp để sử dụng chai dầu ăn mới, cô gái không may làm mất nắp đậy. Giải quyết tình huống trớ trêu này, cô đã nhanh chóng nghĩ ra một cách, không phải là dùng bao ni lông buộc miệng trên chai lại, cũng không phải là dùng nắp chai dầu ăn khác mà thế vô, mà cô dùng chai dầu ăn cũ đã hết để chứa dầu trong chai dầu ăn mới vừa bị mất nắp. Trong quá trình đổ từ chai dầu ăn mới sang chai dầu ăn cũ, cô gái mới phát hiện chai dầu ăn mới này có vẻ bốc hơi, và khi đổ chưa đầy chai dầu cũ đã hết dầu. Quái lạ nhất là cả hai cùng một dung tích và kích cỡ. Dân mạng một số người thề cho rằng đây là cách mà nhà sản xuất ăn gian. Một số khác lại cho biết có thể là do kích thước của chai, có chai lớn, chai nhỏ nên mới xảy ra tình huống như thế. Hiện tại sự việc trên vẫn đang gây chú ý của rất nhiều người trên nền tảng mạng xã hội TikTok.